Xin chào đại gia đình Thích Trồng Cây. Hôm nay là ngày 20 tháng 3, là ngày mà Liên Hiệp Quốc chọn làm ngày quốc tế hạnh phúc. Mình xin tặng các bạn mớ trái tim này, trái tim đỏ của mình đó, tặng các bạn, chúc các bạn hạnh phúc nhé. Không biết là đối với các bạn hạnh phúc là gì? Riêng mình là hạnh phúc là được lên giường. Lên giường đây tức là giường cây ấy, chứ không phải là giường nệm nha. Thì hôm nay mình sẽ trồng cây táo này. Cây táo này là mình bắt đầu từ cái chậu của tiệm nhỏ như thế này. Mình mới sổ ra mình trồng qua cái chậu to hơn, to gấp đôi, để nó có bộ rễ mạnh. Và trong quá trình đó thì mình vặt bông vặt trái hết. Đây là sót lại nha, sót lại thôi. Để chi? Để cho cái cành nó được mọc. Đó, rồi bây giờ mình trồng qua cái chậu, tức là từ đây chậu chính. À không phải, chậu của tiệm bán cho mình trồng qua chậu trung gian. Trung gian, bây giờ mình trồng qua chậu to hơn. Là coi như cố định luôn. Để vậy và cho ra trái luôn nha các bạn. Trồng táo là trồng một cái cây đại diện để các bạn thấy rằng là trồng cây ăn trái là phải làm những quy trình như thế nào. Thì cây ổi cũng vậy, cũng như cây táo thôi, cách trồng cũng là trồng từ qua chậu trung gian rồi bắt đầu trồng qua chậu lớn. Thì hôm nay mình câu giờ tí xíu này, cái cây ổi này là 33 trái đó. Thì mình nào giờ mình cứ bao bọc bằng vải nè, bao bọc đó, và mình nhìn những cái trái này thấy to rồi, rất mừng và chờ ngày chín. Rồi cái mình cũng có thử làm cái thử chiết cành bằng cách là nhúng nước, tức là cắt nhánh làm hai rồi thả nửa nhánh kia trong nước, mà 10 ngày rồi không thấy ra rễ. Thì hôm nay xăm soi thì thấy cái trái ổi kế bên nó quá to luôn. Trời ơi, đụng phải cái vật cứng là mình coi như là nóng rang cả người, mà lại vật cứng đựng trong bao. Nhưng mà chưa kinh. Khi mình xăm soi cái chai nhựa này thì lòi ra một cái trái. Trái này mình hoàn toàn không biết là nó có tồn tại, mà té ra nó còn đây. Nó nằm sờ đây mà bữa giờ cứ xăm soi ở đây mà không thấy. Đây, nó núp ở trong cái tấm lá này. Màu sắc cũng như lá, cho nên mình không thấy. Mà té ra quá to luôn. Lát nữa mình sẽ hái nó. Còn niềm vui nào bằng là ngày nào cũng có thu hoạch các bạn ha. Còn trên này thì chắc cũng được rồi đó. Gần guốc thế cũng dữ dằn. Còn cây ổi mà mình từng hái một lúc 11 trái và đã quay phim đó, thì bây giờ vẫn còn một số trái trên cây. Và mình sẽ hái luôn, mừng quốc tế hạnh phúc luôn. Hái xuống dân vợ, mừng quốc tế hạnh phúc. Banh ra thấy trắng bóc. Hái luôn cho rồi. Chào các bạn, đây là số trái ổi mà mình cắt từ bên kia qua, bên cây kia qua, để lừa tình chơi, để chụp hình làm ảnh bìa cho đẹp. Đây là một trái, năm trái nè, bên đây hai trái nữa nè, trong đó có trái đại tướng nè, bự nè, hai luôn. Ui giời ơi, sướng cái tay quá. Chưa chín nhưng mà ăn giòn lắm nè. Ổi lê Đài Loan ruột trắng nha quý vị. Bữa nay ngày quốc tế hạnh phúc, có được sự thu hoạch như thế này. Đó là chưa kể mình còn có một chùm nho, hai chùm nho cũng chín nữa. Đây nè, cây nho đen nó có cũng chín rồi nè. Đó, nhưng mà chưa đen lắm. Nó mới sậm màu thôi. Khi nào nó đen hẳn mình sẽ ăn.
Như vậy là bữa nay có ổi, có nho rồi, còn thiếu táo nữa. À, táo này thì chưa có đến kỳ thu hoạch nhưng mà mình cũng hái ra một phát cho nó đủ bộ, có là coi như là táo, nho, ổi đầy đủ. Trong khi đi quay nho quay táo thì tự dưng lại phát hiện ra được thêm một cặp ổi. Trời ơi, có nhiều đâu mà lại sót. Thế này cũng là một trái sót nha, trên cành, sót trên cành, không thấy, không bọc lại mà bây giờ vẫn ngon lành. Bây giờ là vị trí là 2, 4, 5, 6, 8 trái, thêm trái táo đang ăn. Được ăn trái hái từ cành xuống, ăn tại chỗ thì quá hạnh phúc rồi. Rồi bây giờ đi vào chủ đề chính, đó là mình trồng cây táo. À, cây táo mình đã đem tới đây và mình sẽ trồng vô đây. Thì khi trồng vô đây thì nó sẽ nằm kế cây táo đang ra bông, đang rộ bông đồng loạt này nè. Thì cái táo đang rộ bông đây là mua ngày 2 tháng 9 2020, là đến nay là nửa năm rồi, và đã cho một cái đợt trái mà mình đã thu hoạch và trên 60 trái và mình đã quay phim. Thì giờ nó đây, thì cái chậu này ở chậu nhựa có bề ngang 50 cm và bề sâu chỉ có 40 cm thôi. Nói chung là nếu mà được sâu 60 cm càng tốt, càng to chậu càng to, càng sâu càng tốt đối với cây ăn trái. Thì đất là mình trồng là đất trộn nhiều thành phần, đất trộn nhiều thành phần gồm 6 thành phần, đó nhãn hiệu là Sao Việt. Thì nó rất xốp, đất này rất xốp, nhưng mà mình có mua thêm một bao đất màu. Đất màu thực ra là đất để trồng hoa màu á, tức là đất thịt ở trong tự nhiên á, lớp đất mặt. Thì ở đây là đất đỏ, có lẽ là của từ Tây Ninh hay Bình Phước gì đó trở xuống. Đất màu nha quý vị, là đất đỏ Ba Gian này. À, thì đối với cây ăn trái có được đất thịt, đất thịt thì màu nâu hoặc là màu đỏ Ba Gian chẳng hạn, nói chung là đất mặt trong tự nhiên thì rất tốt cho cây ăn trái đó. Thì ở đây mình sẽ mình đổ một lớp đất Sao Việt lên rồi, bây giờ mình sẽ đổ phân nhộng vô, mình trộn phân nhộng nè. Sau khi cho phân nhộng vô, ta cho mớ giỏ đậu vô nữa để ta trộn. Để nó xốp đất. Sau khi trộn phân nhộng giỏ trấu với đất xong, đất Sao Việt xong, đất mua đó, thì ta cho một lớp đất thịt cho ta trộn đều rồi đó. Đất thịt là cái đất này, đất trong tự nhiên. Ta trộn đều một lớp nha, chứ không phải ít đâu, không phải một nắm đâu. Ta bỏ phân bò vô, ta đổ phân bò vô, trộn tiếp phân bò nha. Sở dĩ mình dùng bao tay là sợ mọi người chê mình dơ, chứ thực ra là cái bao tay lủng, bao lủng đeo ngụy trang thôi, không có tác dụng gì mấy. Nói sao mà tay mà đi bóc cức nhìn thấy gớm, cho nên mình phải giả bộ tỏ ra là vệ sinh đó. Mình bỏ một lớp con bò bên dưới đất á, lặp lại đầu bỏ bộ đất lên.
Khi các bạn trồng cái bầu 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 cây từ một cái chậu nhỏ cỡ này 10 cm mà chuyển qua cái chậu to gấp đôi nó, gấp đôi, gấp 2,5 nó, thì mình bỏ phân thật nhiều thì nó sẽ ra rễ mạnh bao quanh bầu, thì khi đó mình mới trồng vô cái chậu cần trồng nha các bạn. Cho chậu cần trồng thì nãy giờ bỏ rất nhiều phân, gồm có phân nhộng và phân bò. Như vậy là mình đã trồng xong cây táo. Cây táo gồm có thành phần đất là đất sao Việt, tức là đất đất mua trấu trấu trộn với nhiều thành phần. Thì đất sao Việt cộng với cái đất đỏ Ba Giang cũng đi mua luôn, cộng với phân bò, cộng với phân nhộng và vỏ lạc trộn chung đó. Thì cái táo này có cái cành chính rất là sung, rất là to đây, rất là sung sức đó, khỏe. Thì đối với những cây mà cành chính và gốc nó nhỏ cỡ ngón tay út đổ lại và cái thời gian trồng cũng mới được có 2 tháng thì ta chưa nên để nó ra trái. Bởi vậy những trái này ta nên lặt bỏ, dục đi, không cho nó đậu trái, để cành nó được khỏe cái đã. Chừng nào mà cái gốc của nó to bằng ngón tay cái, hoặc mình cứ lấy là 4 tháng kể từ khi mua. Mà 4 tháng đó là 4 tháng trồng trong đất có phân đầy đủ á. Phân càng nhiều thì cây càng sung sức, ra bông nhiều và đậu trái nhiều. Còn nữa đó là phải trồng giữa nắng chang chang. Và trồng trong cái chậu càng to càng tốt, càng sâu càng tốt. Có người bạn của mình đặt mua cái táo thì mình nói là để mình dưỡng cho, mình trồng qua cái chậu trung gian, bỏ nhiều phân để nó mập cành cái đã. Hôm nay thì mình thấy bạn ấy gửi cho tấm hình nói là đã mua được cái táo mà trồng sao không ra trái. Trời ơi, nhìn vô thấy cái chậu có bề ngang có 20 cm mà đòi trái, trái cái gì? Tất nhiên nó đậu trái nhưng mà cây không sung thì làm sao mà bền được. Cho nên là chậu phải to, phải sâu. Và đối với cây còn nhỏ thì ta vặt hết trái bông đồ đi. Khi nó to thì như cây bên này, đó, bông đặt cành, trái đặt cành, đó. Vậy nha các bạn, chúc các bạn trồng cây thành công nha. Sau khi mình trồng xong, mặc dù mình đã trộn phân ở dưới, mình vẫn rải lên một lớp phân gà Nhật là phân hữu cơ tan chậm, một dạng phân hữu cơ tan chậm. Thì mình có thể rải phân gà Nhật, phân dê viên hoặc phân trùng quế viên, những cái phân mà hữu cơ nhưng là dạng viên, để mà tan từ từ thấm dần xuống đất. Như vậy là trồng cây ăn trái hay là cây rau gì thì phân cũng phải rất nhiều. Nắng to và phân nhiều đó là hai yếu tố quyết định cái việc mà cây sung sức ra trái nhiều hay không. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt. Ủa, nhà Tông nè. Đây, quay cái người đẹp này nè. Trời ơi. Cho anh chụp hình đi, đúng rồi. Cái cắm này cái đẹp này không? Đây là quà tặng nhân ngày quốc tế hạnh phúc. Đẹp rất hạnh phúc. Đẹp, cảm ơn anh.